SEA Games đã tới gần, lúc này người hâm mộ đang vô cùng ngóng chờ môn bóng đá nam khởi tranh. Môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ chính thức khai màn với các trận đấu ở bảng A. Trong đó, trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa đội chủ nhà U23 Việt Nam với U23 Indonesia. Không chỉ được xem là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, trận đấu này còn tái hiện trận chung kết SEA Games 2019 tại Philippines. Chia sẻ trước cuộc đối đầu với người đồng hương ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết: "Tôi rất vui khi chứng kiến huấn luyện viên Park Hang-seo thành công ở Việt Nam. Tôi thấy trình độ của huấn luyện viên Hàn Quốc đang ngày càng được nâng cao ở khu vực Đông Nam Á. Tôi sẽ cố gắng hết sức khi đối đầu với huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu tới đây. Nhiều học trò của tôi đã chơi tiến bộ. Họ được thi đấu ở châu Âu và đó là điều tốt với chúng tôi. Tôi đã không thể giành chiến thắng ở hai trận đấu khi đối đầu với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, điều đó không có gì phải xấu hổ. Tôi tự tin ở lần đối đầu này." U23 Việt Nam có chiều sâu cũng như chất lượng đội hình hơn U23 Indonesia. Tuy nhiên, chúng tôi không có gì áp lực và đang cảm thấy thoải mái để sẵn sàng cống hiến một trận đấu hay. Điều bất lợi với chúng tôi ở trận đấu tới đây là việc U23 Việt Nam sẽ có được sự cổ vũ đông đảo từ khán giả nhà. Huấn luyện viên người Hàn Quốc nhận xét thêm. Khi được hỏi về đối thủ Philippines, huấn luyện viên Shin Tae-yong khẳng định: "Tại kỳ đại hội lần này, chúng tôi chưa có nhiều thông tin về các đối thủ. Tôi sẽ theo dõi các đội bóng thi đấu để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu tới đây." Tại SEA Games 31, Indonesia mang theo một đội hình toàn sao, trong đó có nhiều cầu thủ từng giành ngôi Á quân AFF Cup 2021. Chính vì vậy mà mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong là giành chức vô địch.